Anh ấy là một huyền thoại, một biểu tượng. Tôi nghĩ anh ấy là cầu thủ quốc tế xuất sắc nhất mọi thời đại. LeBron James, nhà vua với 4 nhẫn vô địch, top 2 cầu thủ vĩ đại nhất NBA, đã nói như vậy về Dirk Nowitzki. Xem cậu ấy thi đấu, tôi đã nghĩ cậu ấy lợi hại theo từng ngày. Càng chơi, cậu ấy càng trở nên đáng gờm. Và cậu ấy thực sự đã thay đổi cách nghĩ của giới bóng rổ về lối chơi của một tiền phong. Kevin McHale, huyền thoại Boston Celtics với 3 nhẫn vô địch trên tay. Có 4 cầu thủ có thể tỏa sáng ở thời đại của tôi: LeBron James, Kobe Bryant, Tim Duncan và cuối cùng là Dirk Nowitzki. Michael Jordan, huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại của thế giới bóng rổ, đã dành những lời có cánh dành cho Dirk Nowitzki như vậy. 3 tượng đài của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ đã không tiếc lời khen ngợi dành cho một cái tên đến từ phía bên kia của bờ đại Tây Dương, người đã từng dẫn dắt cả một tập thể Dallas Mavericks bị đánh giá rất thấp, đánh bại lần lượt những Lakers của Kobe Bryant, OKC của Westbrook, KD, Harden và Big 3 của Miami Heat để lên ngôi vô địch vào năm 2011. Đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ NBA vẫn xem đó là câu chuyện cổ tích đời thật của thế giới bóng cam. Anh chính là người đã phá vỡ định kiến của một big man chỉ biết dùng sức mạnh chơi giới rổ, để rồi thay đổi cả NBA về sau. Một cầu thủ tuy không phải là người tiên phong, nhưng là gương mặt châu Âu thành công nhất và mở đường cho các hậu bối đến từ lục địa già tỏa sáng tại NBA. Phải, không ai khác cả, đó chỉ có thể là Dirk Nowitzki. Cách đây không lâu, trang mạng xã hội Basketball Forever đã mở cuộc bình chọn để xác định đâu là những cái tên xuất sắc nhất mọi thời đại ở các vị trí tương ứng. Ở vị trí Power Forward, không ngạc nhiên khi Tim Duncan giành chiến thắng, bởi Timmy luôn là tiền phong vĩ đại nhất. Nhưng với một cầu thủ không sinh ra tại Mỹ như Dirk, vị trí thứ hai đã là một sự ghi nhận to lớn với những di sản mà tiền phong người Đức đã để lại. 21 mùa giải tại đấu trường bóng cam số 1 hành tinh, Dirk Nowitzki đã điền tên mình vào danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất. Rất ít cầu thủ sánh được với Dirk nếu kết hợp giữa kỹ năng chơi bóng, tuổi thọ sự nghiệp và sự kiên trì của anh. Cần biết rằng chỉ có 5 cầu thủ ghi nhiều điểm hơn tiền phong người Đức. Trong top 10 cầu thủ ghi điểm nhiều nhất lịch sử NBA, chỉ có Dirk Nowitzki là không sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Nowitzki là một trong 7 cầu thủ có duy nhất hơn 20.000 điểm, 10.000 rebound, 3.000 kiến tạo, 1.000 pha cướp bóng và 1.000 pha block. Cần biết rằng, trước khi mà Nowitzki gia nhập NBA, chỉ có 26 tiền phong hoặc trung phong từng cố gắng thực hiện 100 cú ném 3 điểm ở trong một mùa giải, và chỉ có đúng một cầu thủ 7 feet từng làm được điều đó. Và giờ thì hãy nhìn lại xem mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn ra sao. Bên cạnh đó, không ai gắn bó với một đội bóng nhiều năm bằng Nowitzki khi anh đã gắn bó trọn sự nghiệp tại NBA với Dallas Mavericks qua 21 mùa giải. Và không thể không kể tới bộ kỹ năng tuyệt vời của anh, một điều mà Dirk Nowitzki hơn hẳn nhiều big man cùng thời với mình. Sở hữu chiều cao 2m13, Dirk Nowitzki thoạt trông như một titan ở trên sân. Nhưng anh không hề chậm chạp. Tiền phong người Đức sở hữu bộ footwork vô cùng linh hoạt, như lời nhận xét của người đồng đội cũ Steve Nash. Dirk là một trong những cầu thủ độc đáo nhất từ trước đến nay. Cậu ấy không phải là kiểu cầu thủ mà sẽ chơi ầm ầm ở trên sân, mà điểm mạnh nằm ở đôi chân tuyệt vời ấy. Cậu ấy rất nhanh nhẹn so với kích thước khổng lồ của mình. Với trình độ kỹ năng và khả năng ném rổ của mình, Dirk thường bị theo kèm rất chặt, và cậu ấy có thể đi vòng qua họ. Chàng trai này đã tận dụng chiều cao, khả năng di chuyển và kỹ năng của mình để tạo ra khoảng trống. Dirk Nowitzki không phải là người đầu tiên phá vỡ những nguyên mẫu về vị trí chơi của mình tại NBA. Ở thời đại mà những big man chỉ chăm chăm ở khu vực hình thang với những pha post up, úp rổ hay chain rebound, thì Dirk là một sự khác biệt. Đặc biệt với tuyệt kỹ fadeaway một chân từng khiến cả cõi NBA phải bất lực, món nghề này cũng mang lại cho anh rất nhiều người ngưỡng mộ như Kobe Bryant, Kevin Durant, LeBron James. Những người đã sử dụng fadeaway một chân vừa là một chiến thuật, vừa là một sự tôn kính. Đó là những di sản vĩ đại giúp cho Dirk Nowitzki được vinh danh vào cuối tuần này tại đại sảnh danh vọng bóng rổ James Naismith. Một vinh dự to lớn cho một cầu thủ đã mở đường cho rất nhiều ngôi sao thế hệ sau dõi theo. Vĩ đại là thế, nhưng mấy ai còn nhớ Dirk từng bị nghi ngờ ra sao ở năm tân binh? Còn nhớ vào năm 1998, huấn luyện viên Don Nelson của Dallas Mavericks ở thời điểm đó đã bị chỉ trích dữ dội bởi người hâm mộ và dư luận, vì ông đã quyết định đem về tân binh cơ bắp Robert Taylor, vốn được đánh giá cao hơn, để trao đổi với Milwaukee Bucks và lấy về Dirk Nowitzki, người được lựa chọn ở vị trí thứ 9. Kevin Adebayo của Houston Chronicle vào thời điểm đó đã chấm cho quyết định draft của Dallas ở mức điểm F, tức là điểm số thấp tệ hại. Ký giả của Mavericks.com còn cho rằng Dallas đã quá mạo hiểm để chọn tiền phong trẻ người Đức. Thậm chí, khả năng phòng ngự của Dirk Nowitzki là một dấu hỏi vô cùng lớn cho đội bóng, đến mức người hâm mộ ngày đó còn đặt một biệt danh để chế giễu khả năng phòng thủ kém cỏi của Dirk.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt ở mùa giải sau đó, khi Big Three, Dustin Nowitzki, Steve Nash và Michael Finley thật sự vào guồng. Và sự thay đổi lớn nhất của Dallas Mavericks lại nằm ở việc tỷ phú Mark Cuban mua lại câu lạc bộ với mức giá 285 triệu đô. Ông là người đã thúc đẩy và xây dựng lại toàn bộ hệ thống cũng như khán giả quen thuộc trên hàng ghế courtside ở mỗi trận sân nhà. Nói về Dust, tỷ phú người Mỹ nhớ lại, khi Dust đến với NBA, mọi người vẫn khó chịu vì cậu không chơi như một tiền phong truyền thống. Họ thắc mắc vì sao Dust Nowitzki không phải là người bảo vệ vành rổ tốt nhất. Bây giờ mà nhìn lại thì những điều ấy thật sự là điên rồ. Với sự đầu tư mạnh tay và sự tin tưởng tuyệt đối tới từ Mark Cuban, Dust Nowitzki cùng các đồng đội đã thi đấu lên đồng trong giai đoạn này. Anh liên tục là tay ghi điểm xuất sắc nhất của đội với chiều cao lý tưởng cũng như setup các bài đánh pick and roll quen thuộc. Trong 6 năm tiếp theo tại NBA, Dust Nowitzki liên tục gặt hái được những nấc thang tuyệt vời trong sự nghiệp của mình. Anh đã có lần đầu tiên tham dự vào NBA Finals tại mùa 2005-2006, danh hiệu MVP vào năm 2006-2007. Dust Nowitzki là cầu thủ bên ngoài nước Mỹ thứ 3 đạt danh hiệu này sau Hakeem Olajuwon và Steve Nash. Anh trở thành gương mặt quen thuộc tại kỳ All-Star. Và cuối cùng, đó chính là đỉnh cao mang về chức vô địch đầu tiên trong lịch sử của Dallas Mavericks sau khi đánh bại Super Team Miami Heat với bộ ba LeBron, D-Wade và Chris Paul. Với di sản đồ sộ và tầm ảnh hưởng to lớn như vậy, không ngạc nhiên khi Dust Nowitzki được toàn bộ NBA vinh danh cũng như tôn trọng tuyệt đối. Sau khi giải nghệ vào năm 2019, chiếc áo số 41 của tiền phong người Đức đã được treo vĩnh viễn tại Mavericks. Cũng trong năm đó, chính quyền Dallas đã quyết định đổi tên đường Oliver thành đường Nowitzki. Đây vốn là con đường dẫn tới nhà thi đấu American Airlines Center. Tháng 12 năm 2022, Dallas Mavericks cũng đã khai trương bức tượng Dust Nowitzki với dàn ném fadeaway một trần thương hiệu ở bên ngoài nhà thi đấu. Và chỉ vài chục tiếng đồng hồ nữa thôi, cái tên Dust Nowitzki sẽ chính thức được khắc tên và sảnh danh vọng James Naismith, nơi dành cho những huyền thoại vĩ đại nhất của làng bóng cam. Chúng ta hoàn toàn có thể thấy một cầu thủ cao trên 2m và ném như Dust. Chúng ta thậm chí có thể thấy một anh chàng gắn bó với một đội bóng trong 2 thập kỷ. Và có thể thì chúng ta cũng sẽ thấy một cái tên nào đó ghi thêm 25.000 điểm, giành thêm 10.000 rebounds và đút túi 1.000 cú ném 3 điểm. Và chắc chắn chúng ta sẽ không thấy một ai làm được tất cả những điều đó trong khi vẫn khiêm tốn, đổi mới và kiên trì cống hiến cho chiến thắng như Dust Nowitzki đã từng. Và cho tới hiện tại, anh vẫn đang duy trì điều đó. Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ thấy một Dust Nowitzki nào khác nữa.